Momo là ứng dụng ví điện tử, nó cho phép người dùng nạp tiền vào tài khoản của ví để chúng ta có thể thanh toán những cái dịch vụ như là hóa đơn, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại di động, cũng như là thanh toán vé máy bay, nạp game, quyên góp từ thiện và nhiều các tính năng khác. Thì để sử dụng Momo, bạn có thể nạp tiền từ rất là nhiều nguồn, bao gồm từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế hoặc là tại điểm giao dịch của Momo, cũng như là có thể sử dụng tính năng tích hợp từ ngân hàng. Chúng ta sẽ đăng ký với ngân hàng và khi đó làm việc nạp tiền Momo sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn. Momo có 3 phiên bản dành cho các hệ điều hành di động như là iOS, Android và Windows Phone. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trình duyệt web để có thể truy cập momo.vn và thực hiện những cái thao tác tương tự như là ứng dụng di động. Thì ở đây chúng ta có những cái mục như là nạp tiền, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh toán, mượn tiền, quà tặng cũng như là tìm điểm rút mà nạp tiền. Để nạp tiền vào Momo thì chúng ta có thể sử dụng các phương thức ví dụ như là thẻ Visa, Mastercard hay là JCB hoặc là liên kết với các ngân hàng ví dụ như Vietcombank, VPBank, OCB, sử dụng thẻ Visa hoặc là thẻ ngân hàng nội địa. Thì nếu mà liên kết với các ngân hàng ví dụ như Vietcombank thì sau này khi mà chúng ta trả tiền thì chúng ta sẽ không cần phải nạp tiền vào ví nữa mà Momo sẽ liên kết với ngân hàng đó và thanh toán trực tiếp tiền từ tài khoản ngân hàng. Giao dịch nạp tiền của Momo khá đơn giản và trực quan. Bạn chỉ cần nhập số điện thoại cần nạp, bạn có thể nạp cho chính mình hoặc là nạp cho những người trong danh bạ. Hoặc là chúng ta có thể mua mã thẻ nạp và gửi cái mã thẻ nạp đó đến cho người mà bạn muốn nạp tiền. Thì ở đây chúng ta có cái chiết khấu khuyến mãi là 5% ở nhiều các mệnh giá thẻ nạp từ 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 cho đến 500.000. Ngoài ra Momo còn có khá là nhiều các dịch vụ thanh toán, ví dụ như là chúng ta có thể nạp tiền thanh toán hóa đơn điện thoại VNPT hay là thanh toán vay tiêu dùng cá nhân, đóng tiền điện, tiền nước. Rất là nhiều các dịch vụ. Nó rất là tiện lợi vì ở đây khi mà bạn nhập những cái thông tin tài khoản vô thì đến tháng những cái số tiền mà chưa thanh toán nó sẽ hiện lên ngay trên màn hình như thế này. Ở đây mình sẽ ví dụ một cái thanh toán ví dụ như là hóa đơn VNPT chẳng hạn. Màn hình sẽ hiện lên cái biểu tượng là chưa thanh toán thì chúng ta sẽ nhấp chọn thanh toán và sau đó xác nhận cái giao dịch này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc thanh toán rất là nhanh chóng và đơn giản. Ngoài ra thì bạn có thể chuyển tiền cũng như là mượn tiền từ những người sử dụng Momo với nhau. Chúng ta nhấp vào mục chuyển tiền và chọn cái số điện thoại trong danh bạ của những người mà đang sử dụng Momo thì chúng ta bấm số tiền vào và chọn. Hoặc là chúng ta có thể dự sử dụng cái tính năng mượn tiền. Mượn tiền ở đây có nghĩa là bạn sẽ tạo ra một cái lệnh giao dịch để người khác có thể chuyển tiền cho mình. Ví dụ đây mình muốn mượn tiền bạn Tín chẳng hạn. Mình mượn 10.000 chẳng hạn. Thì cái này là nó sẽ gửi thành công yêu cầu đến cái người này và tùy vào người đó có đồng ý cho bạn mượn tiền hay không thì đó là chuyện của người mà được mượn tiền. Nhìn chung thì với nhiều tính năng thanh toán với các dịch vụ, thao tác đơn giản tiện lợi, nạp và rút tiền dễ dàng từ các ngân hàng cũng như là thẻ ATM, thẻ Master thì Momo là một cái ứng dụng ví thanh toán khá là tiện lợi. Bạn có thể hết tiền trong điện thoại nhưng mà khi mà có Momo thì bạn có thể nhờ một kết nối wifi nào đó chúng ta có thể nạp tiền điện thoại để tiếp tục sử dụng cũng như là thanh toán các dịch vụ hóa đơn rất là nhanh chóng, đơn giản mà không cần phải ra những cái điểm giao dịch hoặc là sử dụng internet banking, đăng nhập những cái mật khẩu phức tạp cũng như là lo ngại về vấn đề bảo mật khác. Xin cảm ơn.